anh em đang bán cái bát này gầy bơm cho một lái đấy, mà xem chuẩn không, chế rồi bác tài đang chế cái bơm này sang cho chiếc xe máy xúc nó xem giống cái bát này, đường ống ra này, cái tay này của bác có đấy, bơm sửa được Hyundai cái thứ thì nó như này thôi chứ nó không giống của bác. Như thế đường dầu đấy, dầu vào này đây, sáng nay ra này. Đường dầu vào này chúng ta ra đây. Đúng là Hyundai từ dưới đây thì chuẩn 100% luôn ba, không sai được luôn. Hyundai có một đời thôi, còn đời này là đời lai dây cô la bên ngoài, còn nó có đời lai máy thì bao sao chế được, đời nằm trong máy rồi, đời kia đời bánh răng hút trong máy rồi. Còn đời này là đời lai ngoài, chuẩn 100% rồi. Rồi về bác phải chế lại, không chấp nhận về phải chế lại, kiểu gì bác chế thôi. Mặt bích thì có vẻ giống nhau đấy bác nhá, cái mặt này thì có vẻ giống như này. Hai ốc này, tháo này ra vào đây. Ốc dầu thì đây đúng rồi, từ này sang đây. Từ cái bu ly này không biết là có vừa cái căn này không. Thì cái đấy thì em không biết ạ. Cái này bao tiền? 1.800.000 bác ơi. Nhớ thì tôi tớ rồi về nghiên cứu không chế được. Không giá chuẩn được là 1.800.000 không. Sợ nhiều tớ về chế lúc đấy bác nghiên cứu, bác cứ nghiên cứu đây cho thoải mái đi, vì cái này bọn em bán cho chế là xong rồi xong, vì sợ nhất là về cầm bẩn đấy. Đến lúc là không bán lại cho ai nữa. Hàng xin 100% Mando luôn. Chỉ được một cái là bác xem có chế được không, bác cứ xem thoải mái ở đây luôn. Vì nhà bán cái đồ chế đây em bán ra xong luôn, không dám nhận lại vì sợ về tình trạng là cầm tay vào bẩn nữa, chứ không bán được cho ai nữa. Bác cứ lật các chiều bác xem đi. Đấy cơ mà đường dầu nó cũng giống như là chỉ có cái tai này thôi. Chỉ có cái tai này, tai bắt này. Cái để tăng ấy. Đấy, bác đang nghiên cứu các kiểu luôn. Đấy, con đấy là đúng, gần đúng nó. Hay chiều kia bác, chiều kia phải đưa chiều này lên, không mang lộn chiều kia lên đấy, hay như thế. Oh, đấy. Chốt lấy bác, chốt lấy bác. Ok, chốt đây cho hộp ra bác nhá, cho hộp tí bác vẫn lên xe, mới vẫn lên xe, vẫn được cung vào đây. Yeah. Còn chế được Hyundai thì sao bác cứ thế là lấy Hyundai bác dùng thôi, không cần phải mất công mua con kia nữa mà nó bền. Bác sửa ngay đây à? Phú Xuyên hả bác? Trông như tạ như đầu bóng alo nhỉ? Alo. Rồi ok. Kêu bác nhá, đi bác vào mua ạ. Thầy ơi, để cho tôi đừng lấy một trái bụi nào bác. Cái này đúng không? Nó vừa không vừa chuẩn 100% bác yên tâm. Chú ơi, chú bốn cái bát đây chú ơi. Chú bốn cái bát. 900 à? 950 ạ. Đi lên trên đấy lấy cho bác đồ ấy.
Bác lấy của K250 là K250 đúng không ạ? Chuẩn 100% ạ. Luôn. Bác về qua đây nhé. Tháo toàn bộ của bác ra, bác lắp về vào xong luôn. Đấy, bác tài xuyên chuyên máy xúc của cả xe Kia luôn. Kia thì quá nhiều, bác có 50 không ạ?